chết rồi cháu ơi, chết rồi. Thứ hai xe động chết ngồi sau nó chết. Hai đứa con cũng khóc, cô thương con quá. Mới 26 tuổi. Con làm bây giờ thôi, con chán cái đi, con thôi cái đi. Con bỏ đi chứ mẹ nuôi đi. Nếu mà hết bệnh thì mẹ cả dòng cho cả chồng cho con. Mà nếu mà con bệnh không bao giờ hết thì mẹ nuôi suốt đời. Mẹ nuôi con ngoài. Còn mẹ năng nỉ con là thôi con thôi cái đi, con lấy vợ khác đi. Mẹ vợ kêu con rể bỏ con gái của mình đi để tìm một người vợ khác. Tao rụng cái gan luôn. Lúc chưa đẻ nó rụng gan rồi. Nước cái bóp. Rụng gan em còn đạp gì nè. Vô bà vợ em coi luôn mà. Em ôm hung vợ em mà vợ không cho đó. Thưa quý cô chú anh chị, thì hiện tại Quỳnh Trung cùng với lại anh Hồng Ca đã tới được nhà của anh Tài theo như lời chỉ dẫn của ảnh. Thì nãy giờ chạy theo lời chỉ dẫn của ảnh mà mấy anh em cũng muốn quán thảo luôn. Thì kiểu như rối loạn tiền đình với ông Tài này luôn á cô chú anh chị. Thì sau khi mà mấy anh em up video lên thì cũng có nhiều cô chú anh chị mình đưa ra cái nghi vấn là chắc là bên nhà vào của anh Tài có một cái chắc là cũng có một cái vấn đề gì đó. Thì trước mắt của chú anh chị đây thấy là nhà của bên vợ của anh Tài đây. Mà trước mắt của chú anh chị thấy thì ở trước cửa nhà có treo những cái món đồ gai đồ này kia đó anh, là kiểu như là để treo để trừ tà đó cô chú anh chị. Thì bây giờ anh em mình không làm mất thời gian của chú anh chị nữa, mình nữa đi vào trực tiếp gia đình của anh Tài để tìm hiểu xem cái câu chuyện như thế nào. Dạ rồi cô chú anh chị mình. Rồi anh Tài qua đây, anh Tài qua đây. Dạ. Sao đó rồi. Bữa đó là vợ không biết giữ con mà. Nói biết chút xíu khóc nữa à. May quá là. Là khóc là sao hay khóc? Nay lên là có. Có vợ con Tài. Ở đây là vợ. Dạ con chào cô nha, con chào cô à. Dạ anh nông dân gắn giùm em cái bít và. À bữa là nói mẹ vợ là cô này hả? Bà vợ. Bà vợ. Dạ. Tắt máy đi. Chúng Linh đây mình ngồi quay ngang lên. À. Đây ngồi đây con, ngồi đây hả? Ngồi đây hả? Thằng Tài ngồi đây. Tài ngồi đây. Để mình kia với vợ đi. Ngồi bên vợ mới đấy, ngồi bên vợ. Ý là cô ngồi đó luôn. Cô ngồi đây luôn. Cô ngồi ghế đây cũng được cho anh ngồi sao nó đi, gọi gì đi. Ngồi đó. Ghế lấy ghế ngồi đó con. Ngồi vợ. Thần nó đang nằm đó. Nằm. Uống thuốc nó mọc. Nằm. Chị nó có mời trắng rồi đi. Cố nhìn mặt mà nhìn không rõ. Thì may mắn là hôm nay là lên gặp vợ của anh Tài luôn. Với lại là đây là mẹ vợ. Rồi chú hiện tại thì có nhà không cô? Chú không có ở nhà. Chú dạ. Không cần đi bốc mời cho mẹ. Hôm nay là Thanh Minh ha. À, Thanh Minh. Dạ. Em chào chị nha. Chị tên gì? Chị Thương. Chị Thương. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi mình còn nhớ không? Chị 29 tuổi. Năm nay chị mới 29 tuổi thôi. Trời ơi, trẻ quá. Nhỏ hơn anh Tài 10 tuổi, anh Tài 39 hả? Thì nó 39, thằng kia 39 á. Dạ. Không, năm nay con này 28. Con này 28, thằng này 38. Con nhớ vậy đó. Thì cũng 10 tuổi. Sao mà đứa nhỏ mà qua mẹ mà nó quậy như vậy? Ê, anh Tài nó không biết ẩm, nó làm rớt đấy. Trời ơi chị, mình thấy chị rồi sao mà nghe ảnh nói là chị đi hoài là sao chị rồi sao mà nghe anh Tài nói là chị đi hoài là sao? Lúc có đi mà lúc chết thôi. Dạ rồi giờ có đi nữa không, đi hoài hả? Giờ sống không có nói gì nữa, chở xe đạp lại rồi. Dạ. Có xe đạp rồi chạy đi chợ đâu lội đó, khổ lắm. Cô bắt hoài, cô đi bắt hoài. Đi bắt về hả? Bắt về. Rồi hồi trước đây khi mà chưa có kết hôn với anh Tài là chỉ có bị vậy không cô? Là cũng như là lúc mà nó được, nó bị hết 3 tháng. Dạ. 3 tháng là xong rồi điều trị bệnh viện tâm thần, điều trị nó bớt. Dạ. 3 tháng xong nó bớt, hết rồi xong nó còn đi bán cái số này. Đi dạ. Bán cái số, bán bánh mì này. Nó còn đi buôn bán được một thời gian, được một năm trời cái. Cứ tự nhiên nó bệnh trở lại. Dạ. Thằng Tài nó cưới, nó hết. Hết xong Tài nó cưới. Tài nó cưới về xong rồi cái là được mấy tháng nó bệnh nhà lại. Có bầu chứ, có bầu xong nó bệnh nhà lại, nó bỏ nhà nó đi. Yeah. Bỏ nhà nó đi xong rồi bác về, khóc gần chết. Bác cái bệnh tâm thần là mang nó ngoài đấy là nó ốm thường nó chết rồi. Tính nó tưởng nó hư thai vậy đó.
Mà mai sao mà giữ được cái thai, mừng quá. Bác sĩ người ta cho uống thuốc chút chút rồi. Ta nói là gắng dưỡng thai cho họ, cho uống thuốc mạnh là ra liền thở luôn, hơi thai luôn. Rồi đang nền bác sĩ, khóc đang nền bác sĩ, quá trời rồi. Bác sĩ mới cho uống thuốc ít lại, bắt đầu giữ được cái thai. Tối chừng mà nằm đi bệnh viện ngoài à, tới chừng từ cái này nó, cái thai nó lớn lên cái là bắt đầu trọng trọng được được 7 tháng, 7 tháng là nó đẻ luôn. Tại vì kiểu nó bệnh, nó bệnh cái lộ đi ngoài mà, đâu có giữ được. Bắt đầu được có 7 tháng là bắt đầu đẻ, tháng là nó đẻ đó. Mà trời độ nha, tính là từng phải mổ cơ. Ai ngờ là nó đau, mẹ ơi cũng đau bụng quá, mẹ có mất ỉa quá. Thế là có 2 tiếng là bắt đầu chở nó xuống bệnh viện, đó là nó đẻ cái toạc luôn. Nó đẻ có được có bờ lớn rồi. Bé gái đó đó. Dạ, được có 1,5 kg thôi. Có 1,5 kg rồi cô? 1,5 kg thôi. Nó nhỏ như con nhái vậy nè, tính nó chết rồi, không biết có nuôi được không. Rồi bắt đầu cái bác sĩ người ta đem xe taxi là chở là trá, hấp điện. Hấp điện ngoài đó 20 ngày. 20 ngày xong bắt đầu là mới đem về. Thì tôi thì mắc cái thằng này nó khùng, nó lên cơn, nó quậy quá. Ai nữa cô? Thằng khùng cái này, thằng tâm thần. Có còn thằng tâm thần nữa. Ở trong này nữa hả? À, con thằng tâm thần cái này. Anh này cũng bị bệnh tâm thần. Tâm thần 15 năm này. Ô anh nằm nha. Anh nằm vậy không hả cô? Thì nó nằm vậy không á. Anh có hung dữ gì không? Có, nó cứ mỗi lâu nó bỏ nhà nó đi, bỏ nhà nó đi bắt hoài. Bỏ đi luôn. Bỏ đi. Anh chỉ đi rồi chứ anh không có làm dài hết cô. Không có lực, không ngủ, không có thuốc. Không uống bia. Cho nên là mừng cái là nó không quậy. Chỉ có lên cơn bỏ nhà đi mới la làng ở xóm đó mà. Nhưng mà hiền cô ha. Hiền. Không dữ tâm thần mà hiền, không có không dữ. Đây cô lúc nào cô cũng thấy mà. Hãy lên cơn rồi cô trói lại, lên cơn rồi cô trói lại. Ủa là có dây xích luôn hả? Con nghe sẹt sẹt gì? Đây, đây. Ờ khi anh đi là mấy xích lại hả cô? Trói lại. Dạ tụi con quay YouTube cô vô trong giùm con. Dạ. Mới lần lên cơn rồi trói lại. Cảnh của anh tội mấy bữa anh đi tìm vợ nó. Dạ. Thì nó phải ở nhà nó nuôi con đó chứ giờ. Ở nhà nuôi con chứ nó giờ nếu mà nó đi lượm nó đi mằng thì ai nuôi thứ đứa nhỏ cho. Là anh này em của chị Thương là anh thằng này 30 này, con kia 28 này. Cô được mấy người con? Được được 3 đứa con mà một đứa thứ hai xe đụng chết rồi. Ăn chay niệm Phật. Ăn chay niệm Phật. Thứ xe đụng chết rồi cháu ơi. Chết rồi. Thứ hai sẽ động chết, ngồi sau nó chết. Mẹ con cũng khóc. Cô thương con quá. Mới 26 tuổi, nó đi là hàng sách người ta. Mà nó ngồi sau mà nó chết, ăn chay niệm Phật. Nó báo hiếu cho mẹ. Ngồi sau mà nó, cái thằng kia nó chở tông cho người ta. Rồi con mình ăn gãy cổ chết. Con mình chết rồi. Năm nay 15 năm. Con mình chết rồi, thằng này tâm thần 15 năm. 15 năm, tâm thần lại 15 năm. Lấy giả sức con bé này bệnh đó. Nó cũng phát bệnh tâm thần mà nó chớm, nó bị mà nó nhẹ hơn. Tâm thần nó cũng bỏ nhà nó đi rồi, bắt được về rồi. Để cũng đem đi tâm thần điều trị cho nó bớt rồi. À, bây giờ... Rồi kêu cô cho mày cái chị lấy đi. Bây giờ nó bị tâm thần nhưng mà nó bớt, nó cũng bớt được hơi chút rồi. Chỉ giống như một chồng đứa trẻ cưới. Lên ba vậy đó là không biết gì hết trơn. Không biết gì, chồng nó đi cưới về rồi. Đấy thôi giờ cô khổ quá, nó không... Mẹ nó chết, cha nó có vợ bé rồi, ba đứa em gái. Con không có nhà cửa cho con đậu cho người ta. Tôi còn dám ở đây mẹ đi. Ở đây mẹ đây này. Con làm con nuôi tiếp. Con lo cái nó yêu cầu mày ở nhà mày lo nó mày giữ nó người tao. Mày nuôi nó mày coi chừng nó cái tao rồi. Tao lượm mổ tao mang tao nuôi, tao lượm mổ tao mang tao nuôi được nữa. Rồi tao có tháng lương của hai đứa. Tháng tâm thần của hai đứa. Cũng được sai cũng được 1,2 triệu. Rồi lấy cái tiền đó nuôi con. Mới lượm mổ thêm. Mấy cô đi xin gạo. Cô đi xin gạo, xin gạo, cô đi xin gạo, cô xin gạo ăn. Xin ăn thêm. Cô đây chợ. Là ai cho gì thì mình... À cho thì lấy cái đấy. Cô cứ ra chợ cô xin gạo, gạo gác tới cây về ăn. Gạo gác mới bữa thằng người cho cá, bữa thằng người cho gạo mới về ăn. Xin gạo xin ăn, xin gạo về ăn mới xin gạo để nuôi con. Có sao nó vậy? Còn nó ở nhà nó nuôi con á. Nếu nó đi bằng không có ai nuôi. Có mắc nuôi thằng này có sao có nuôi được. Là cũng như lời kể cô ảnh mà mấy bữa mà vợ ảnh đi á, ảnh đi tìm á cô, thì cũng giống như lời kể là ảnh không đi làm gì được hết trơn á. Không đi làm gì được. Con up video lên cũng có cô chú anh chị trách là anh cũng còn trẻ tuổi, rồi thay vì là không gửi cho ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại bà ngoại. Cái đấy là cô đúng. Cô chú anh chị mình thấy gì đó. Ông ngoại bà ngoại bây giờ gặp cái cảnh này đây làm sao mà có thể mà giữ cháu được. Ông cũng bị
ông bị té bẻ cái đầu, sập sọ não, sập hết nửa sọ não. Ông bị té bẻ sập nửa cái đầu. Bên này, bên này nó sập sọ não hết, một sập sọ não mà chả biết có sống ngày đấy. Giờ ông sống ngày. Ông bị giảm thần kinh lâu, ông ra làng ở xóm. Rồi giao cho ông sợ ông đập chết thì sao? Không dám giao. À ơi, giao cho ông sợ ông thần kinh nó căng, sợ ông quấn cháu rồi sao? Khiếp lắm. Vậy là khoảng 15 năm trở lại đây thì gia đình mình gặp cô suy sụp rồi, biến cố phải nói là khổ, có khổ gian nan của cháu ơi. Cô không dám nói, người ta chê cười, cô không phải bên nó mà ông thì bị chạm sập sọ não rồi, ông bị chấn thương não rồi, bây giờ ông còn cùng lên điên thần cơn một, ông mới gì nữa, nếu mà ông để trong nhà ông giữ thì sợ cái bầy ông không dám. Mà cô mà nhà cô mà mắc nuôi thằng khùng này, nó lên cơn làng nó xóm nó bỏ nó đi, đút cơm cho nó ăn, tắm cho con, đút cơm cho con ăn. Sao anh? Ông quấn luôn anh Đình luôn. Ông lên, ông mà thằng kinh nó căng, ông ngủ say rồi thì ông rực. Ba vợ của anh là cũng có lên cơn luôn. Cũng như lên, mỗi lần ông say bụng quá thì ông rực cái thằng này ông quấn. Cô khiếp quá, cô chạy, cô dắt con cô chạy đi. Nếu mà cô mắc nuôi thằng này mà cô nuôi cái con nhỏ này thì con bé này khùng biết đường nuôi rồi, nó đói không biết đường. Có là chị sanh con ra mà không biết đường nuôi con luôn á. Thì lúc đầu sanh ra là sợ nó đẻ chết con đó, là cái thằng này phải nằm riêng, thằng này hai cha con nó nằm dưới bếp kia, cái giường kia. Còn nằm từ hồi đẻ tới giờ bên sau sáu tháng rồi, là hai cha con nằm dưới bếp, còn mẹ nằm trong buồng nằm riêng. Chứ nằm chung sợ nó lên con làm sao, không dám, sợ nó bóp mũi con là sao, ai cũng nói vậy. Sợ đẻ con nó không. Như có dám cho làm chung. Cô chú anh chị thì chắc là anh em mình sẽ giải thích rõ cho cô chú anh chị mình trên cộng đồng mạng hiểu. Trời, tiếng áp không biết gì hết trơn luôn. Dạ. Không biết gì nữa chi. Đó là trước đây khi mà anh Tài này gặp chị Thương là lúc đó là chị hoàn toàn bình thường. Chị của cô nói là hồi lúc nhỏ là chị cũng có một chút vấn đề nhưng mà nó hết. Đó. Rồi sau này cưới về là nó bị luôn. Cưới về rồi. Cưới về là nó bị luôn. Sinh con là bị luôn. Đó cho nên là anh Tài anh cũng không biết luôn. Không biết gì hết, nó cũng vô tình rồi. Lần đầu nó thương vợ, thương chồng, nó cũng mặn, nó cũng nấu cơm, giặt đồ, rồi chén. Rồi nó nấu cơm cho chồng nó ăn, chồng nó làm hồ. Dạ, chưa có bầu ha. Chưa có bầu là bình thường. Nếu có bầu rồi thì có bầu rồi là phát bệnh, phát bệnh rồi. Chung ra là em con nhiều mấy. Có bầu phát bệnh. Nếu con, mà... dạ. Con chị tên gì chị Thương? Tinh Thu. Tinh Thu á. Rồi chồng tên gì? Nhớ hết mà. Đúng, nhớ mà. Nhưng mà lúc mà chị đi đó là ai giục chị đi hay là mình tự mình đi? Đi gì hả? Chị đi đâu? Đi xuống nhà chú. Nhà chú ở đâu cô? Đi lang thang, nó không có nói biết gì đâu, nó nói gì nói à. Chú ở dưới chốc xoài mà vô kênh Hoàng Thống. Vô ngoài chú nhưng mà không vô ngoài chú, đi ngoài lộ. Nhưng mà lộ không, có bắt cần chết rồi, bắt không được. Anh Tài anh có kể là mỗi đi cái là không biết đường kiếm nhưng mà tự động về, mà về nào cũng không hay luôn. Thì nó muốn về nào nó về, không đi nào nó đi. Dạ. Thì mình thấy nó vậy mình bắt trói lại xong đem tâm thần. Dạ. Đó cho nó thì nó không, đằng đầu nó không có biết. Mà sao nó biết thì tâm thần là mà nó lỡ thương rồi. Thấy tội nghiệp nó không dám bỏ. Dạ. Có sao nó vậy, nó không dám bỏ cho cô cũng khuyên hoài và con cũng bị tâm thần rồi. Ồ, anh nói gì cô? Lên cơn. Cứ cười khóc, lần ăn nó chết rồi nó khóc. Bây giờ nó cười. Rồi nó cười, nó chả, nó nhảm, nó la làng lên. Xin lỗi cô chú là nhìn cái nét mặt anh này y chang một cái anh YouTube. Nãy em cứ ngỡ là anh, sao mà giống anh Phong Bụi dữ vậy, em biết y chang luôn. Bây giờ tới giờ anh lên cơn cái là mà mỗi lần lên cơn là phải xích lại cô hả? Thì mỗi lần lên cơn cũng xích lại, có là dạ. Tối. Cô tên gì, năm nay cô bao nhiêu tuổi cô? Cô tên Mai Thị Nhất. Mai Thị Nhất nhưng mà cô đồ đạc rồi, cô chú anh chị mình thấy là để từ đã dậy đang thì cứ chờ nó giờ có mình lên cực lắm, nuôi hết nổi, muốn chết, mệt mỏi quá ơi. Bình thường dạ, là chú đã không bình thường rồi. Rồi thì anh trai, anh vợ của anh Tài này. Tâm thần. Rồi mà chị Thương là vợ của anh Tài cũng hay đi như vậy nữa. Hay đi bỏ nhà đi lang thang. Cô thì ở nhà chăm cô sóc tiểu cho đường, anh này. Cô tiểu đường là 8 đường. Năm. Mà bây giờ cô mắc nuôi cái thằng khùng này 15 năm nay. Bây giờ cô 60 tuổi rồi. Cô yếu quá rồi. 62 tuổi, cô 62 tuổi. Cô hiện tại là cô bị bệnh gì? Bệnh tiểu đường. Với bệnh gì nữa cô? Tiểu đường mới lại... cũng như bệnh tiểu đường mới lại nó nhức mỏi. Dạ. Rồi nó cứ chóng mặt thằng cơn một.
Để nó mệt mệt. Dạ, tí nữa thì anh em con sẽ có cái sản phẩm là ngải đen, ngải chống độc bên Thiện Tính Bảo đó. Dạ. Là nó hỗ trợ cho cô về tiểu đường nè, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, rồi những cái bệnh liên quan đến ung bú. Tụi con sẽ gửi tặng cho cô, để chút tụi con sẽ lấy vô tặng cho cô cái hộp thuốc đó cho cô mình sử dụng. Mình có sức khỏe để mà lo cho cháu rồi lo cho con của mình. Cô ha, để tí nữa thì tụi con gửi cái sản phẩm đó cho cô. Tiểu đường thì cô uống cái đó cũng vẫn được luôn. Chút thì tụi con sẽ hướng dẫn thì cô sử dụng cái đó. Cô chỉ cần thuốc tiểu đường, dạ. Tiểu đường có lãnh nó bệnh nguyện hàng hàng tháng. Dạ. Có lãnh cô có thuốc rồi, cô không con phải cho nó. Dạ, không, cái này là rồi. Nó để hỗ trợ cô hiểu không? Hỗ trợ cho cô uống kèm với lại thuốc tây cô lãnh bệnh viện cũng được. Để mà cô... mình giống như là nó hỗ trợ cho cô hết cái đau nhức. Cô nhức dữ lắm. Dạ. Cô bị tiểu đường bây giờ cô nhức mấy sáng nay cô có nhức mà sáng nào cô cũng bóp. Tê đầu ngón tay chân nó sưng. Nó sưng một cục cái này, nó sưng to cô bóp, cô uống thuốc nó bóp này. Nó sưng cục của chà bá này, nó sưng cái sưng nó lòi ra. Dạ. Nó sưng to cô đau cô nhức cô ghen không á. Dạ. Rồi cứ bóp xong sưng đây sưng mấy sưng chỗ này nó không co được. Đó là cô bị viêm khớp á, cái này nó cũng hỗ trợ cái phần đó nữa. Nó bị cô bị viêm khớp. Dạ. Là cô bị tiểu đường nó hành cô sưng, sưng nhức này. Nó sưng nó nhức xong rồi. Nhức mỏi, nhức dưng, nhức lưng, nhức giò, đi cà bê vậy đó, đi cà bê Rồi tí nữa đi, tí nữa, con hôm nay con lên thăm có món quà của cô Diệu Hạnh gửi tặng gia đình. Chúc con gửi cái quà đó rồi con gửi tặng cô cái hộp thuốc đó luôn cho mình sử dụng. À. Nhưng mà giờ trước mắt á, thì tụi con lên đây cũng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. À, với lại là cũng thật sự rất là bất ngờ khi mà bước vô cái nhà đập vào mắt mình á, là những cái hình ảnh mà... Chắc là cô chú anh chị mình xem là sẽ biết là gia đình hiện tại đang gặp một cái biến cố gì rồi. Giờ là chị Thương là chỉ ngồi ngáp rồi là tối chị không ngủ hay là sao? Có. Có ngủ không? Ngủ sao mà giờ này ngáp dữ vậy? Bệnh của mình làm sao nó ngáp hoài vậy? Dạ. Nó ngáp hoài vậy để mà nó cứ ghen không ngáp hoài. Là lúc nó ghen ghen hơi hơi hơ, vậy đó. Nó làm giật mình không? Làm lúc cô sợ, cô có sợ có cái gì? Dạ. Cô giật mình, cô lại cô theo dõi không? Cô sợ nó phát bệnh nó phát nói lại nói kỹ lại cô chú anh chị hiểu là chị Thương đây á, là hồi nhỏ hồi bé đã bị như vậy rồi chứ không phải là sanh ra như anh Tài nói là khi sanh con rồi mới bị trầm cảm, có nghĩa là trước đó cũng đã đi bệnh viện tâm thần rồi, bị trước rồi. Dạ. Nhưng mà xưa là anh Tài nó không biết hay là thấy bình thường mà thì lúc đầu nó gặp thì bình thường nó cũng đi buôn bán vậy, nó cũng đi buôn bán bình thường rồi. Rồi em đi em cưới xong rồi phải không, em đi bằng hồn nè, về cũng giặt đồ nè. Thì nó cỡ đâu em nói, nó cỡ đâu em nói, nhưng mà em nó bệnh rồi, bệnh trước rồi. Sao vậy? Nhưng mà cô nè, con hỏi thật cô như thế này, thì con của mình bị vậy, hoàn cảnh gia đình vậy, cô thấy người con rể mình anh Tài như thế nào cô? Thì bây giờ cô cũng tội nghiệp, thương xót nó nghĩ là nghĩ gì vợ gì con, nó bỏ không đành. Yeah. Để nó gắng nó làm nó nuôi, nó lo nó ở cái nó không dám bỏ. Yeah. Mà cô nó thôi giờ. Hồi trước là em đi làm trực tiếp luôn á. Con cô bị bệnh hoạn bây giờ thôi thì thôi bây giờ cô khuyên mẹ khuyên con là bây giờ thôi con chán cái đi, con thôi cái đi. Con bỏ đi cho mẹ nuôi đi. Nếu mà hết bệnh thì mẹ cả dòng cho cả chồng cho con. Mà nếu mà con bệnh không bao giờ hết thì mẹ nó suốt đời. Mẹ nó không ngoài. Còn mẹ năn nỉ con là thôi con thôi nó đi, con lấy vợ khác đi. Con thôi nó đi, con lấy vợ khác đi. Cô năn nỉ anh Tài là... Năn nỉ anh Tài vậy đó. Chị Thương này thôi đi. Bỏ con nhỏ này đi, lấy vợ khác đi. Cho nó khôn ngoan nó lo cho mày. Bây giờ con tao bị tâm thần, là con tao bệnh hoạn rồi, nó không biết gì nữa rồi. Mẹ nó không lo cho mày được. Mẹ vợ kêu con rể bỏ con gái của mình đi để tìm một người vợ khác khôn lanh hơn, biết làm ăn hơn. Đó. Chứ hiện tại cái người con gái của cô là như vậy rồi. Bị bệnh rồi, dạ. Không biết gì nữa. Không lo cho chồng con được. Thì bây giờ nhiều khi cô cũng thấy tội nghiệp, nó cũng buồn, nhiều khi nó buồn quá, nó đi ra ngoài, nó buồn quá, nó về. Nó buồn quá mà nó nói không được, nó buồn, nó cũng than thở mà, chẳng hạn thở dài vậy. Thì nhiều khi nó buồn, nó muốn thôi, nhưng mà nó nghĩ là bây giờ nếu mà thôi ra thì nó sẽ rộng thợ, con bỏ, con bé nó bỏ dài đi lang thang. Dạ. Nó thế nào nó bỏ lang thang. Rồi anh Tài, nghe mẹ vợ nói rồi anh suy nghĩ như thế nào? Nếu mà theo như em suy nghĩ á, em bỏ vợ em chẳng bỏ chẳng được bình thường, nó bỏ vợ, nó bỏ mấy lần rồi đó. Em bỏ vợ thì cũng được, nhưng mà vợ em giờ có con rồi, rồi nhớ chồng nữa, rồi nhớ con. Hỏi là cái con này nó nhớ cái thằng này, nó nhớ thằng này nó đi lang thang. Dạ, bây giờ đẻ một đứa con, đẻ một đứa con nữa lắm. Dạ. Đẻ một đứa con thì nó nhớ con nó quá, nó càng thương thương con nó nhiều. Rồi thêm sốc nữa, thêm nữa là nó càng thương con nó nhiều, nó càng khùng điên đấy. Nếu mà bỏ thì nó thương con nó quá, nó nhớ con nó quá, nó đi lang thang hồi lộ, chắc nó cày ruồng quá.
nó cũng đi không sao rồi cố gắng anh Tài nha, tất cả cùng thêm cố gắng. Nhưng mà nó nhớ con thì thằng này nó nghĩ vậy, nó nghĩ là gì con dạ. Gì con mà phải gì con mà gắng phải ở gì con mà phải ở mấy vợ thế nào mà thương vợ thương con, đói khổ cái nào cũng ở, cùng điên cái nào cũng ở, làm nuôi vợ được con chứ không bỏ vợ bỏ con, nó nói vậy đó. Để cô cũng mừng, cô cảm ơn, cô mừng cô cảm ơn chứ cô không biết nói làm sao được. Còn chết cũng không bỏ được. Cô buồn cô cảm ơn chứ cô không biết nói làm sao được mà. Nhiều cô nói được là mẹ vợ khuyên là nên bỏ vợ của mình để có một cái tương lai khác. Mà với anh Tài thì không đấy, bao thì giờ cô cũng hết lòng. Cô thành thiệt cô có sao cô nói vậy nha. Cô cũng nhắm khuyên nó hoài, thôi bây giờ con nó bệnh nặng quá rồi. Con nó bệnh quá nó không biết gì rồi. Con ở với nó con buồn chán. Thôi giờ thôi mẹ khuyên con là con bỏ nó đi, con bỏ nó đi. Con lấy vợ khác đi, khôn ngoan hơn, lo cho con. Mẹ con sống mà ta hạnh phúc. Thì mẹ mừng cho con, với mẹ không dám nói gì. Mẹ không biết nói làm sao đâu. Cái này là do tại con mình, chứ mà tại người ta. Cho nên mình biết nói làm sao đâu, hối hận, đau lòng lắm. Nên tâm chịu đựng. Gán chịu chứ không không buồn được, không gán chịu chứ không buồn được, không buồn nó được, và phải năn nỉ nó, nhưng mà nó thôi, nó không chịu, nó không, nó là một lòng một dạ, nhóc cứ chống chết, không sao đâu, không sao đâu, nó không bỏ đâu, nó thề nguyện là nếu mà nó bỏ nó đi lên, lên chùa nó thề rồi, nếu nó có bỏ vợ thì chết, nó phải chết, nói vậy. Anh nói với cô vậy hả cô? Dạ, nó nói nếu mà con bỏ vợ con phải chết, con lên chùa nó thề rồi, nếu mà cho con phải chết. Chứ con không dám bỏ. Giờ con khùng quá, rồi con bỏ ai lăng thang rồi lọt. Cứ được theo thì bắt vợ, phải tòa theo vợ chứ không muốn nói làm sao. Hôm nay thì cô chú anh chị mình... À, anh chê cười nó, à, nói cho nó nghe. Cũng biết được cái nguyên nhân, và cũng biết được cái nguyên nhân là vì sao anh Tài ảnh cũng có một cái chút gì đó. Cô chú anh chị mình nói giống như cái từ là chắc là anh này cũng có điện trong người nó. Thật sự, ảnh phải sống trong một cái môi trường... Cũng như nguyện lời thề rồi, nó nguyện lời thề rồi, giờ nó không dám bỏ. Đó. Vợ cũng bệnh, anh vợ cũng bệnh, ba vợ cũng bệnh. Mẹ vợ thì bị tiêu đuôi. Mình quay cái clip đầu á, nhiều cô chú nói là mấy anh em dựng cảnh lên để kêu anh Tài diễn như vậy. Nhưng thật sự tới đây thì chắc cô chú anh chị xem clip thì nãy giờ thì chắc cũng đã hiểu rồi. Cha vợ bệnh nè, giờ anh vợ thì ở bên đó như vậy. Giờ vợ thì nó hay đi như vậy. Đau khổ. Gửi cho bà ngoại thì bà ngoại cũng mắc lo cho người cậu rồi. Đâu có giữ được. Không giữ được. Dạ. Giờ chị không biết gì, chị cứ cười không à. Đấy. Nó may mà nó bệnh tâm thần mà nó cười chứ nó không khóc là may rồi đó. Ừ. Còn mấy đứa kia nó khóc không con ơi. Còn cô tình thiệt cô không giấu. Mà mỗi lần lên cơn như vậy, tại sao mình không là nó có... cười không, nó cười không mà. Mình giữ chị không được hay sao cô? Không giữ được. Nếu cô bắt lại cô nắm cô giữ lại thì nó quấn cô luôn. Nó quay lại nó quấn cô. Quấn cô luôn? Quấn cô luôn. Sao quấn mẹ vậy chị thương? Biết có biết sao chị quấn mẹ vậy? Nhớ đâu mà, nhớ đâu mà biết. Mà mỗi lần quấn mẹ gì rồi biết không? Không biết vậy. Nắm tóc cô quấn gần chết. Cô gỡ không ra. Em hỏi chị Thương nè, em hỏi nghiêm túc nha chị Thương nha. Chị có thương con của mình không? Có thương con à. Nhưng mà thương con rồi đừng đi nữa. Chị đi rồi con chị khát sữa rồi sao? Mới mốt đừng đi nữa chị nha. Ở nhà với chồng đi lo cho con. Thật sự khi mà anh Tài xuống Ịch Giá mà anh nói là một mình ảnh nuôi con, vợ chỉ nằm đó không thì chắc là cô chú anh chị mình cũng nghi vấn, nói anh này chắc là cũng cái gì ảnh nói dốc hay là gì đó chứ làm sao mà có cái chuyện mà trời nó nuôi tôi đó cho con ạ. Trời trời từ lúc đẻ cho bây giờ nói cho anh nghe, rể nó nuôi cháu ngoại không, nó nuôi từ lúc mà mang bệnh viện, mang bệnh viện hấp điện nuôi tôi đó cứ hai tiếng bu lần phải nó thức sáng đêm mua cho con nó bú mòn mỏi, nó ốm có ốm này mà cô thương quá mới làm sao này. Nó tội nghiệp nó quá. Mà nếu cô ở người đó thì bỏ thằng này nhà nó lên cơn, nó bỏ nhà nó đi, nó sợ nó chết. Cô phải chạy đi ở được 3 ngày thì ông ở nhà nó nuôi. Được 3 ngày là sợ con mình lên cơn, ông quấn nó. Nếu cô quản ông giết, cô bỏ cô về. Cô về cô nuôi nó. Để cô nuôi nó, cô bắt đẩy cho nó quên nó đi. Vừa nuôi con mà vừa giữ vợ. Cứ cho ăn cho uống, mua cái năng là giữ lại, sợ nó bỏ nó đi. Còn cô thì... thấy nó tội nghiệp, con nó mệt, mẹ ơi con sốt quá mẹ ơi, con nuôi giết con sốt quá mẹ ơi, con sốt này, bây giờ mẹ ở đây, mẹ ráng ở đây nuôi con, nuôi tiếp con mấy ngày đi mẹ, mẹ về không qua giúp con sốt quá mẹ ơi, sốt, kiểm tra bệnh viện, bệnh viện hấp điện là cho em bé đấy, là nó sốt nuôi con nghĩ nó sốt luôn này, cô thì cô đuối quá rồi, cô cũng bệnh gần chết rồi, bệnh viện kia khám là kêu nhập viện,
Cô về tới nhà là cô bệnh, cô tụt huyết áp luôn, rối loạn tiền đình, cô chóng mặt tương, tụt huyết áp là cô nhập viện luôn. Trời ơi, nuôi tại mệt quá, nuôi thằng này, để nuôi con bé này, để nó nuôi con nó, nó nuôi vợ nó, để mình giờ nuôi con mình thằng này, nuôi con bé này nữa, rồi cô đuối luôn. Dạ, cái anh nó mỗi lần anh đi là anh đi xa không? Nó cứ vòng vòng ngoài ngoài chỗ ngoài khu dân cư, khu phố nè, khu phố dân cư nó đi ra vòng vòng đi ngoài đó. Vòng vòng ngoài chợ. Vòng mừng mừng nó không đi xa, dạ. Bay nó đi xa, đi vòng này là cô ra cô bắt. Cái bắt về. Là cái anh này anh đi là cô cũng dễ tìm hơn là cái chị Thương. À, con Thương là con này mà đi là không kiếm được. À, đi là tiêu luôn. Phải dạ. Phải đi chạy xe ra bắt táo quả chứ, đi kiếm. Với lại là chị Thương cũng đi như ngoài đường vậy cũng nguy hiểm tại vì chỉ là phụ nữ. Đó là phụ nữ. Nó còn trẻ nữa mà đi lang bơn ngoài đường với rồi nhiều khi kẻ xấu đồ nơi kia. Bởi vì là đúng, anh đúng tại rồi. Anh phải đe, bắt buộc là anh phải đeo con anh đi đó. Tìm vợ. Đó. Tìm chữ lắm luôn á. Nó cầm cái tay đi đâu nó cũng cầm cái tay mà bỏ cho cái sọt. Đẻ được cũng như là hấp điện ở đó, đó rồi về về trong tái phát đi về 3-4 lần lận là nó bỏ cho cái sọt và đựng quần áo của em bé đó. Nó bỏ cho cái sọt một con bé có nước ba lớn à, có bằng cầm tay nó bỏ cho nó đậy nó che xong rồi nó chạy nó chở ra ngoài giá rồi đi về vậy. Cô thì mắc nuôi hai đứa rồi còn nó thì mắc đi ra ngoài đó đi khám tái khám cho con mới đẻ mà hấp điện mà thì họ dặn là phải tái khám rồi cái nó cứ bỏ cho cái sọt xong nó đậy đậy cái gỗ đậy cái sọt xong nó đậy nó che lấy cái nón nó che đậy lại xong nó bỏ cái sọt không có để trong cái xe Honda đấy nó chờ đi chờ về nó bỏ mấy lần ba lần đi đi về ba lần nó chờ ra ngoài đó đi khám cái ai tự ai cũng nói chưa mà bây giờ nghĩ bụng mà nằm tiếp nó thì sợ cái thằng này nó cái mẹ nó bỏ đi sao không làm được để cái ục lòng để cái nó đi êm nó để đi chờ về cái đó suốt cồng gã suốt mấy tháng trời nó đi đi về rồi trọng trọng thì nó ẩm mày nó giận một tay nó giận mày ẩm mày một tay nó chạy xe nó chừng được được 3 tháng là nó một cái một cái bợ đó một tháng nó một cái bợ nó cột lên đây đài một cái đài đấy nó cột lên đây rồi cái bợ này nó cột lên đây không biết nữa thấy ta có rồi đầu em đi hỏi bà con cột quen em á nó cột lên là nó chạy nó cứ chạy đi đi tới lưng nó mua sữa cho con mua cháo cho con mua sữa mua thuốc rồi đi kiếm vợ đi chữ vợ đi coi chừng vợ là nó cột những cái đó nó chở đi để nó giữ con chứ bỏ nhà thì không có ai giữ cô ẩm thì mắc cái thằng này lên cơn sợ nó con dám đấy thậm chí mà ẩm cháu mà con nó đó nó lên cơn quá nó khóc rồi bỏ cháu đút cơm cho con thì cháu khóc mà giữ cháu thì không đút cơm cho con mình được tài ơi tài mày mà giữ con mà chứ tao giờ tao muốn sao mà giữ ẩm mà giờ làm mày giữ con mày đi chứ mà giao cho tao rồi tao giữ nó rồi cái thằng anh mà nó lên cơn cái đó nó lên cơn rồi chết nữa tao nên tao không biết làm sao rồi tao không giờ nhà không biết không sao được. Cô nói không biết làm sao cũng đúng chồng của cô là ông ngoại của bé thì cũng có cơn rồi cậu ngồi đây cũng có cơn rồi mẹ thì cũng có cơn cho nên bây giờ mà kêu cô giữ thêm em bé để anh Tài anh đi làm thì sao giữ được không giữ được nếu mà giữ thì không ai coi thằng này không ai lo thằng này thằng ấy nặng quá mà nó lo thằng này thì không giữ cho cái bé này được cô bác người ta không biết tôi nói là thằng này làm biếng mà không phải đâu nó còn đây này mình sợ nha mình sợ nó lên con trời ơi trời nó lên con cũng dám đâu cũng dám đâu tôi sợ nó đập đầu chết rồi sao không dám rồi hôm rồi mẹ con đi con vừa chạy anh vừa chở con mà con vừa chạy xe nó ôm được mấy chục ngàn về mua sức cho con nó khoe rồi giờ cột con đây mà vừa chạy xe ôm xe ôm bằng cái chiếc xe này đó. Xe đó đó cái xe cùn chạy chứ đó rồi vừa đai con trên người rồi chạy xe ôm luôn có nó chạy về nó khoe hai lần hai ba lần con có bắt ông luôn không chạy xe đi chạy xe ôm là có biết bắt ông luôn không không bắt ông anh biết bắt ông đâu em nói vui đó tại vì chiếc xe anh nó chạy khói quá là khói ở đằng sau nó mù mịt hết rồi anh ngồi xích trước rồi cho cô chú anh chị mình cho xe bé gọi anh ngồi đi anh ngồi đi chắc chị đi ngủ rồi hết gì nó khéo nuôi lắm tối ngày nó cho ăn cho uống nó chăm sóc cho con nó tắm rửa cho con nó ỉ ở đây mình nuôi nó còn sợ làm mặn sợ đau đó mà lúc nhỏ nó khó nuôi nó bé quá cô cầm không được bây giờ chị đi ra đi vô đó giờ đi ra nữa đó không quan tâm tới ai nói gì nói cười vậy nói. Thôi biết có biết gì không à bữa nay vui không bữa nay tụi em lên thăm nhà vui không chị ngồi đó đi chị ngồi đó đi là nó cột lên cái người xong rồi nó chạy sang đâu được hai ba lần giờ nó có con bằng tấm tiền mua sữa cho con mua sữa cho con mua sữa cho con mua con uống mua sữa cho con uống con có tiền rồi mẹ ơi nó khoe
Rồi ông bà mình xem nè, sanh ra có một ký gửi đó mà biết. giờ vậy Ký nè. gửi. Con Bây giờ ơi, à, con dạ, à, con gái con ơi, con anh giòn kia nó cười anh Tài. Con à. Cười ơi, cười chứ. Dễ thương nó cười chứ anh chị. Mình quay lần này cũng chưa có ông bà cô chú cũng chưa biết bé là tên gì, bé tên gì anh? Tên Thu, Trần Thị Ngọc Trần, Thu. Trần Thị Thu, à, Trần Ngọc Thu. Ngọc Thu. Người ta không biết, ta nói làm biết, trời ơi nó cũng nha. Bác cô là mổ đó, nhà nó cũng giặt đồ rồi chén nó nấu ăn nó giờ con vợ nó giặt được hai bữa nay, còn nó giặt không, nó giặt không tuổi đó vậy, giặt đồ rồi chén nó ăn, nó làm chứ ai làm, để cho con nó nằm rồi nó làm. Từ khi chị thương sanh em bé rồi là không có làm việc nhà được nữa, không tại ông cứ ngồi lì lì gì hoài, tại còn sợ nó đi gần chết, nó đi khóc, nó đi kiếm không á. Nó đẻ xong rồi nó cứ lang thang cả nhà hại mẹ con bỏ đi kiếm không, kiếm không chết luôn. Rồi nó về nó ăn xong nó về nhà, nó chẳng nói về nhà, nó ngồi mất vía rồi, cứ nhiều khi giá quả thôi không thấy con đâu lại đi kiếm, mà mẹ mẹ con đâu rồi, vợ con đâu rồi mẹ, có khi nào đi mẹ? Qua đêm không cô, bỏ rồi đi qua đêm luôn hả cô? Không có đi mà phải đi bắt thì nó về, con bắt nó không về. Mới lại nó ra ngoài chợ nó mua cái bánh nó ăn, hay mua cái chai nước nó uống, là ta che nó lộ về, nó lội về mà mình phải đi kiếm, sợ em sợ mà nó thì như em á, nó đi nó lội về chứ nó chưa đi luôn, không đi qua đêm. Hồi trước có sao nó vậy nha, không biết hết trơn nó không. Hồi trước em chưa quen chợ má thì em chưa biết, mà từ lúc em cưới vợ mấy năm rồi, năm nay thì tới bây giờ thì năm 3 năm, năm năm thứ ba, 3 năm không qua đêm, nó không có đi qua đêm, nhưng mà nó đi sáng đến sáng chiều nó về, sáng đến trưa nó về. Thằng này nó sợ đêm là do mình phải tự động mình đi kiếm chứ. Nếu mình không đi kiếm là chắc cũng phải là sợ, tới sợ sáng mới về đó. Rồi tại vì mình ở người nhà mình phải canh cái tới tối tối là phải có đi kiếm là... mẹ mấy con vợ chồng nó này mấy mẹ là phải đi kiếm, sợ có bề gì, có nghĩa là sợ có bề gì thôi. Bằng ngày nó đi chút lâu lâu là phải đi kiếm ngay, kiếm sợ có bề gì, đi bắt nó về, đi kiếm nó về chứ nó không có đi bỏ, nhưng phải kiếm nó mới về. Nó đi giờ nó bớt đỡ chút rồi, nó đi lang thang ngoài lộ, nó xả tắc, nó đi lang thang ngoài lộ, nó đi hoài. Cái chai nước suối á, thì như người ta thì cô mua cái chai nước suối bụi cho nó uống này. Cứ sáng một chai, chiều một chai, cái chai nước suối nhỏ, 5 ngàn, 5 ngàn, lộ đi mua về uống mà, chứ không biết gì đâu. Đó. Hôm nay thì anh em đến đây chia sẻ video này, là chắc cô chú anh chị mình phần nào cũng hiểu hơn về anh Tài, gia đình của anh Tài và cô. Nhiều cô chú anh chị mình sẽ thương mình hơn với cái hoàn cảnh của mình. Bây giờ là cô là phải trực chiến 24/24 với lại anh, con của cô đó. Chỉ ngồi một chỗ vậy thôi. Nãy em vô em giật mình luôn, nhìn thấy Trang anh phong bụi luôn á. Đúng rồi, nhìn mặt cũng tròn tròn rồi. Dạ. Nhìn giờ nó bệnh rồi. Đi Trang vậy, dạ. Chưa hết tóc, cái tóc của con mà chưa đi rồi. Tại con thấy mấy ngày nay con cũng bệnh của mình quá, con không đi. Vậy anh chỉ ngồi đó là mọi thứ sinh hoạt là cô phải lo hết. Cô nó cũng tắm rửa rồi là sao? Cô bắt nó ra cô tắm rồi đó, cô tắm rồi đó. Cô làm luôn. Cô rít cho nó, cô tắm rồi đó. Ỉa thì biết ỉa chỉ ngồi thôi, rồi mẹ cứ đít. Vậy đó. Tắm rồi mẹ tắm, còn ăn cơm mẹ đút. Ăn cơm mẹ đút. Vậy đó. Vợ anh là tới giờ cơm là nó có ăn được bình thường không? Bình thường. Biết nấu cơm mà đồ rồi. Hồi trước thì em nói thiệt, hồi trước em biết. Rồi em cưới vợ thì vợ em cũng nấu cơm. Mỗi lần nó mới nấu cơm. Mỗi lần thì cũng giặt đồ nè, cũng nấu cơm nấu canh cho ăn đủ cho ngồi. Đấy là lúc hiện tại nè, bây giờ đang bệnh như vậy nè, có nấu cơm làm việc nhà không? Không, mấy ngày nay nó nấu cơm được, mấy ngày nay nó nấu cơm rồi, nấu cơm rồi. Còn cấp nước thì nó không biết được nấu cơm. Anh nằm bé anh đeo cái chìa khóa chừng cái cấn. Nó buồn ngủ, nó buồn ngủ. Buồn ngủ. Buồn ngủ rồi, kìa mặt chỉ kìa. Cũng kiểu như cũng dễ nuôi, biết thân biết phận rồi cô chú anh chị. Cũng đâu có khó gì đâu. Nó giờ đi mà nó ngồi lóc, nó ngủ cái lóc rồi lâu nó cho nó ngủ rồi bắt đầu mình mang con chị. Anh cho cháu bú đi, anh cho cháu bú đi anh. Anh cho cháu bú ngủ đi. Mà lăn mà lóc cho nó ngủ ăn trời độ. May mà nó dễ nuôi. Cứ để nó ngủ lên nó rồi mình mang con chị, chứ giờ nó khóc khóc sáng đêm sao mà mang được. Cái thằng Tài nó thấy bị nó không biết, nó mới chùi xong mà nó ham hán nó đỏ, nó sưng hết háng bé, khóc gần chết, nó khóc cả cái đêm. Cái nó sợ quá, nó chở con nó giật giá, con nó tới giật giá là bác sĩ nó có cái số cửa cho nó, mới lại về nó nóng rửa cái nó là rồi lau cái nó là nó khô từ nó hết, nó chở đi, nó chở về vậy đó. Cô ẩm có lần một về là cô bệnh đó, cô chở đi ra ngoài đó nó bệnh nặng quá.
Coi này hồi nãy thì anh em con vô thì đập vào mắt anh em Dạ, nó con cũng thì bệnh rất là luôn. bất ngờ là anh em con thấy ở trên nhà mình treo cái này là như thế nào đây cô? Treo quá những cái đồ mà có gai rồi tỏi rồi ghế nồi đồ là sao này là Cô sợ. cô sợ Cô sợ. Cô trong nhà cô sợ, trong nhà cô sợ có bài gì. Cô nói nha. Cô rồi sợ. hồi xưa giờ là có vị thầy nào đến đây để giúp đỡ mình chưa? Có một ông thầy lại nhưng mà ta đâu có yếm gỗ có làm gì đâu mà. Ta chỉ nó lại gì không có cháu chú ruột á nó lại nó cũng làm cho cháu ấy, nó cũng không làm cho cháu mà nó làm cái này cái kia cái nọ cái giặt đi rồi chứ không có gì hết rồi xong rồi chú về chứ không có gì để cô sợ quá tự nhiên trong lòng cô sợ quá cô mới nói thôi giờ chẳng biết là thằng Tàng nói là con cô chết 15 năm rồi mà cô thề là cô lúc mới chết rồi cô thấy con cô về có 2 lần nó về nó thăm mẹ cô khóc quá cô xỉu hoài à để nói thôi mẹ ơi giờ con không về hiện hình cho mẹ thấy nữa mẹ thấy mẹ 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 bệnh nặng mẹ xỉu hoài à. Con không về nữa con nhờ con bướm con nhờ con bướm thăm mẹ thôi chứ con không dám về hiện hình cho mẹ thấy nữa là từ đó tới bây giờ 15 năm nay nó chỉ về con bướm thăm mẹ thôi giờ thăm mẹ hoài thôi còn không thấy gì nữa rồi cái thằng Tài nó mới chết ở cái nhà bên kia nhưng mà nhà bên này thì cái này có về được gọi là cái nhà này nhà nhà sau nhà bên kia là Nhà chết nhà bên mình kia xây luôn là chết mình nhà bên mua lại kia cô. cũng một cái nhà cũ của người ta nhà cũ của người ta cũng mua Rồi trước đó nhà cũ ăn là ăn ăn con có mua cái bàn thờ gia tiên nó sẵn chưa cô? sẵn có sẵn rồi sẵn rồi đó sẵn rồi Mà sao nhà lại có cái bàn thờ gia tiên mộ vậy cô cô? không biết cô mua người ta nó có sẵn rồi đó Bây không biết giờ làm cô cho anh em con xích tới quay cận cảnh cái bàn thờ dạ gia tiên nào không biết làm nha. sao nữa Bây giờ thấy một cái điều này lạ nè cô chú anh chị là sao cô để gạch ở trên 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 cái bàn thờ gia gạch tiên thằng để Tài nó để đấy người ta để rồi nó để thờ đằng anh nó để gạch để nó thờ là mình kiếm cái gì đó chứ mình trời để ơi gạch lên nó không chết hơn đó không cô được con ơi cái được dạ. thằng Tài nó để đấy cô không đồng ý cô để cái này mà nó bỏ gạch vậy thằng Tài nó để cây Tuy là mình muốn cho cái hương nó cao lên nhưng mà để gạch như vậy nó cây thật cao sự là không nên. để gạch không được phải không con Dạ mình kê cái gì thôi mình để cái dạ đất mình này kê thấp cái thấp gì ở dưới lên đi cô, là nghe để cô kỳ chia quá sẻ là trước đây mua cái nhà là đã có cái bàn thờ gia tiên nó nó có sẵn rồi dài nhìn nó kiểu giống sẵn như có sẵn là rồi những cái ngôi giả người tâm dạ, bảo người tâm bảo của người ta đó người ta mới làm vậy. Bữa chết nay mình ăn món gì cô? cô xin ở ngoài xong rồi cô luộc cô ăn nó Dạ lại luôn nó thuốc nam uống dạ nấu cô hiện tại cũng đang sử dụng thuốc nam ha. cô nấu cái lá vối cô lá Là mấy vối này này là người ta cho mình nữa cô cô ha. đi xin nhà cô ăn lá vối Bây cái giờ này cô đi xin ngoài cô đi chợ rồi xin này cô kia xin nhà vậy cô đó ăn hả? à cô xin nhà cô ăn đó mấy cái này xin mình lộc ăn cũng được vậy Dạ. cái sau đó mình nghèo mà kệ Dạ. Hồi nãy anh nói cho anh này tên gì cô? Trương Hương Tình. Tình Tình ha. Anh Tình, người em gái là Tình Thương. Tình Tình Thương Thương. em chào anh Tình nha. Cô mới Cũng có đầy sợ bụng quá cô kể cho con nhưng nghe mà hết kiểu như là không thằng Tài nó mới có nói đếm vậy xỉa nè tới ai. thằng Tài nó mới nói vậy nè mẹ mẹ con thấy là lúc mà đẻ chưa không nhớ mới đẻ chưa đang có bầu con thấy là con nằm bếp con thấy là con một người đen xì vậy đó đi ngang con tới đuôi ngang con đen xì đi ngang con xong nó nhà nhà mày có ma là có ma Ai nó cứ nói cô vậy bà tài nói con là gặp ở đâu thấy thì sao anh ngồi lại như cũ đi tại vì nhà cũng chặt các cô chú anh chị. ngồi đi con Dạ lại cái cô mới nói bây giờ mày mà à lúc mới đẻ con đó đẻ thấy chết rồi thấy đúng chết rồi rồi mẹ cô rồi ngồi cô xích mới vô là cô mới là rồi anh ngủ thấy hả? thấy vợ ông vợ thấy luôn rồi bạn con vợ thấy luôn Ở trong nhà này xong bắt đầu cái nó vậy lắm giờ là nó mới đẻ con đó mẹ mẹ nhiều khi nó bảo mẹ mẹ giống như ai mà quấn kéo con mình á kéo con mình nó mẹ ơi kéo con mẹ ơi nó cứ vậy xong là nó khóc khóc nó khóc 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 hết lên nó khóc để cái cô mới thấy vậy cô bảo thôi nếu vậy thì bây giờ mày tao phải lập tức tao đi kiếm mà tao đi kiếm nhiều con mà đấy gai cái sơn gồng gai sơn gồng gai sơn gồng với lại cây dâu thầy chỉ cô gai sơn gồng với cây dâu cái chiêu là chiêu cuối cùng nha treo cái gì cũng không được hết treo gai sơn gồng với lại cây dâu cô đi xin nhà cô làm xong rồi cô chặt sẵn nó sạc sẵn cô bắt thằng Tài lấy kê cái ghế trèo lên cột vô đằng trước một cái đằng sau một cái
cô theo đây trước sao này nào là bùa bát quái rồi gương rồi xương rồng dâu tầm cô thấy mấy có mấy cái nanh cái sọ gì cho nó như gì cô đấy là cái chân gà ông sinh về ông cột cái đó chân gà sinh về ông cột cái đó chân gà chắc phải bỏ cái đó chắc không quan trọng gì dạ con ngồi đi con dạ vậy làm trong chính căn nhà này gia đình mình cũng đã từng nhìn thấy những cái hiện tượng lạ mình kêu bằng hiện tượng tâm linh là bây giờ cô kể với con vậy cô có sợ không con không sợ nhưng mà anh Tài anh sợ ha anh Tài nó sợ lắm nó sợ sợ gần chết nó sợ nó quýu sợ nó cười trời nó cứ mẹ ơi mẹ giấc này mẹ ra đi làm mẹ làm nhiều người đó mẹ làm gì mẹ làm nhiều người đó bây giờ là cô có thường thường cô cứ hay ra đằng sau cô cứ rửa tay buổi tối á rồi cái tay buổi tối hôm qua màn đêm cô ra đằng sau cô không dám bật đèn mà đèn cho con nó ngủ không được cháu nó ngủ không được cô lặng lẽ cô ra cô cứ từ lù cô ra đằng sau cô đi đái đi ỉa đi rửa tay rồi chân rửa tay chân thì cô không có bật đèn cái thấy cô cứ lù cô ra vậy cái hôm đó thì nó bảo là sao mà tao đâu có ở nhà cô đang nằm với bệnh viện huyện nằm bệnh viện huyện cô đâu có ở nhà mẹ con thấy vậy đấy con mới bật đèn lên tại vì con tưởng nó mẹ mà bật lên là không thấy gì hết rồi nó về nó cho cô hoài nó cứ năn nỉ cô hoài nó kêu bán nhà đi cho khác ở kêu thằng Tài nó kêu bán nhà đi cho khác ở mẹ ơi mẹ nhà nó không ai rồi nó không ai nó chửi mình cũng hiểu nguyên nhân là vì sao anh Tài nó gầy la cô hoài mà con không đi ở gà ở nhà trọ chứ nó không muốn ở nhà này nó cứ đòi mấy người đó nó ở từ lâu từ nó năn nỉ cô hoài rồi mấy người đó nó ở ngủ vợ không đi vợ biết cái gì mà đi yeah. không muốn ăn chết cái gì mà đi như là có lúc ảnh ra nhà trọ ở là nó buồn nó bảo mùng sáu Tết này mùng sáu Tết được con đi này mùng sáu Tết được con đi rồi mùng sáu Tết được con đi con mới rõ ngỡ rồi con đi hỏi rồi mùng sáu Tết tốt ngày con đi nhưng mà đi giờ không có tiền nuôi con ai giữ con cho mà đi mặn ai giữ con mà đi làm dạ không ai giữ con cho mà đi làm đi mùng nhà trọ tiền đâu đóng nhà trọ tiền đâu mà ai mà giữ con cho mà đi làm rồi tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con thôi sụi lơ hết dám đi luôn giờ thôi giờ con không biết làm sao được con không có tiền đúng người trọ con không dám đi nữa rồi mẹ ơi dạ. chứ còn đồng dạ con nó nghĩ cái vụ kia cái vụ này nó chán nản cái vụ nó sợ nó chán nản nó không muốn ở đây giờ phút nào nó đúng muốn đòi đi không mà nó chán cái vụ kia nó cứ sợ cái vụ kia rồi coi chừng nó mà thấy có thấy vợ mình nữa sợ vợ mình hay là nó phá phát ta làm mà chứ vợ mình đau dạ. vợ mình bệnh nó muốn người trọ cái vợ mình hết dạ. vợ cái vợ mình hết đó mình dạy cho nó bây giờ mình đừng có đau bệnh hoạn rồi vợ ở nhà giữ con xong rồi con giao vợ cho chồng đi làm nó nghĩ vậy không à nó năn nỉ cô hoài mà cô nói giờ thôi từ đó con ơi để mẹ bán được nhà để hắn đi bán nhà đi dọn chỗ nào nó dọn chỗ nào thăm dáng bán thuyền chỗ nào được đó tao khiếp quá rồi tao bị một lần nó sợ rồi có một cái nhà cũ sập đổ rồi một cái nhà này 20 triệu hồi đó cô dạy cô ở con cô chưa chết nha nó nói mẹ ơi mẹ mua cái nhà này mẹ ở cái nhà sập đổ rồi cái nhà này mẹ mua cái nhà này mẹ ở mùng 9 tốt ngày nha mẹ hẳn về hẳn mùng 9 tốt ngày này mẹ hẳn làm cái mâm cơm mẹ cúng hẳn về nha mẹ cái cô không nghe lời con cô cái thằng sao cũng chết đấy sao cũng chết cô nghe lời con cô ngu cũng chẳng biết gì mùng 1 tháng 4 mùng 1 là cô về nhà mới cô ở cái trái cây cô về nhà mới không ngờ mùng một được có 2 tháng là con chết, 2 tháng là con chết, 2 tháng là xe đụng con chết, chết bỏng. Mà bắt đầu 1 tháng là nó chết, gần tháng là nó chết. Cô nằm nói với cô nha, cô thì nằm với cái thằng này con này, hồi nó còn bé tí, cô nằm với con bé này, còn nó thằng con trai thứ hai thì nằm với cái thằng này, nằm cái giường kia. Tiếng khóc khóc con nít khóc quá trời khóc ở nhà, khóc tiếng bà bật ra khóc. Cô có tưởng nó con cô nó ra đi đái không? Mẹ bị ma nhát, cô không có ngồi dậy. Còn cô mới nghĩ là bây giờ mua đất mua nhà là tao có kinh nghiệm rồi bây giờ mà mẹ thì mẹ khiếp lắm mẹ sợ bị cái nhà này rồi nhà mẹ khiếp rồi bị cái nhà kia tới cái nhà này rồi giờ mẹ khiếp quá mẹ không dám đi nhưng mà qua đây á, từ vẫn đi qua đây là chị Thương mới phát bệnh trở lại hay là phát bệnh còn, bệnh ở cái nhà này nó bị về nhà này nó bị trời ơi nó mới bị được năm ngoái nè năm kia là chồng đi cưới gì vậy là khi về ở cái nhà này mới phát bệnh năm kia mà năm nhà kia. Này cô về cô ở bao lâu rồi cô ở được 8 năm rồi thì năm kia nó bị thằng năm kia năm ngoái năm nay là cuối năm kia nó bị cuối năm kia chồng nó cưới thì đầu năm ngoái nó có bầu cuối năm ngoái nó đẻ là qua năm nay là năm thứ ba bởi vì sao anh Tài ảnh đòi dắt vợ ra ngoài anh nói là trong bụng ảnh nghi là tại vì do vợ ở trong cái nhà này trong cái nhà này dạ
là có vấn đề gì, cũng như là nó ám ảnh, Tại vì anh cũng thường xuyên gặp những cái hiện tượng lạ ở ngoài sau bếp hả cô? Nó gặp ở sau nhà bếp ngoài. Dạ. Mà cô là cô không thấy, mà nó thấy. Còn ông chồng thì ông thấy hoài, còn ông chồng cũng thấy hoài. Dạ. Cô không thấy, mà ông nó thấy hoài. Còn cô không thấy. Tại vì nhà mình thì kiểu như có người bệnh sẵn rồi, cho nên ảnh dựa vào đó ảnh nghi ngờ vậy thôi. Kiểu như tâm lý ảnh cũng hoang mang. Thì nó hoang mang, đúng rồi. Nó hoang mang, nó nghi ngờ. Mà cô thì cô nhìn thấy, nó thấy. Với lại là nhiều khi là ảnh cũng gặp nhiều cái hiện tượng kỳ lạ, nhiều cái hiện tượng mà kêu mà không có lý giải được á. Dạ. Nó cứ kêu mẹ, nó khóc hoài, đang nghỉ hoài, kêu mẹ đi đi gỡ bùa cho mẹ, gỡ bùa cho chị dạy con đi. Đi thầy bà giải bùa cho mẹ gọi con đi. Dạ. Mà cô không dám đi. Cô, lúc cô năng nỉ bác nó đi, nó không chịu đi, năng nỉ kêu nó đi, nó không chịu đi. Có sao đâu, có. Cô cũng muốn đi mấy lần, cô năng nỉ nó đi mà nó không chịu đi. Bình thường mà kêu nó đi, nó không đi. Tại vì những người mà dính vậy là khi mà nhắc tới thầy rồi, như kia là sợ lắm, trốn không khi nào mà... Ngộ được chứ, nó gặp ai lại là nó bỏ nó chạy mà. À, gặp lại trốn, tiêu nó trốn, ai lại nó trốn. Khi nó kêu thầy lại nó trốn mẹ này. Mà năng nỉ nó đi, năng nỉ lại, cái thầy lớn lắm, thầy người Miên. Chỗ cái đường hoàng đi vô này. Mà năng nỉ nó đi nó không đi, năng nỉ gần chết quỳ đầu gối mà lại nó không đi đâu. Dù đi chơi nó không đi. Mình sao? Ngồi. Có rước lại đây không cô? Hả? Kêu chứ đi chứ đi không? Cô không rước lại. À. Người ta không chịu lại đâu. Người ta làm nghe nói là phải lại nhà người ta chứ phải lại vẽ lại cái chùa, lại cái chùa đó. Ông sư ở cái chùa đó. Sư ngáp dữ vậy chị Thường. Sư cả người Miên ở cái chùa đó ông lớn lắm. Mà không bao giờ họ lại, nha, mà mình phải tự lại. Chị ngáp mà em nổi da gà luôn, mà chắc là video cũng cũng dài, khá là dài luôn mà nói cô chú chị. Hỗ trợ cô một cái dạ. Rồi chị nhắc ghê. Để... Nó nằm trong buồn sao nó ngáp hoài vậy đó. Trời ơi trời, nó gầu cũng chết luôn rồi. Thường là cô chú anh chị mình nếu mà xem clip mà nói thấy ngáp hoài chắc cũng có nhiều cái nghi vấn rồi. Dạ. Nhưng mà chị Thương đây là bệnh kiểu như bệnh từ nhỏ rồi cô chú anh chị. Không, mới bị hồi năm ngoái, năm kia. Không, mà lúc trước cũng có bị là đi bệnh viện rồi là hết. Thì đó, năm kia đi bệnh viện. Dạ. Đi bệnh viện. Giống như bị từ lâu rồi. Gọi là năm kia đi bệnh viện rồi về là nó bớt. Dạ. Bớt xong lại nó bỏ thuốc nó không uống. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Quỳnh Trung cùng với lại anh Hồng Ca giống như là hôm trước mà mấy anh em mình nói video lên cũng có nhiều cô chú anh chị giống như nghi vấn chỗ anh Tài là anh này ảnh cố tình ảnh đèo theo đứa nhỏ vậy để giống đi xin tiền người ta có dấu hiệu kêu bằng lừa gạt á. Tại vì hiện nay thì có rất là nhiều cái câu chuyện đưa lên thì cô chú anh chị mình thường quân mình không có đồng ý. Nhưng mà hôm nay thật sự rất là bất ngờ khi mà Quỳnh Trung cùng với anh Hồng Ca đến đây thì biết ra cái hoàn cảnh gia đình á. Chỉ mong rằng cô chú anh chị mình sẽ chia sẻ thật nhiều để cũng như là những cái vị thầy giỏi biết đến rồi tìm đến gia đình để giúp cho chị Thương ở đây thì chắc là chia sẻ video nãy giờ thì cô chú anh chị mình cũng biết là chị Thương chị bị như thế nào rồi. Dạ. Cô ơi, anh Tài ơi, thì hôm nay á em lên đây thì cũng có một vị mạnh thường quân là cô Diệu Hạnh gửi cho gia đình mình 500 ngàn để tiếp thêm anh cho anh mua sữa rồi mua đồ ăn đồ trong gia đình cho mẹ vợ đó ăn với lại là anh vợ đó ăn anh Tài nha. Dạ, đây thì em gửi cho anh 500 ngàn của cô Diệu Hạnh. Anh gửi lời cảm ơn cô Diệu Hạnh nha. Còn cái phần của cô mẹ vợ của anh Tài ở đây á, cô có chia sẻ là cô vừa bị tiểu đường nè, bị xương khớp, bị viêm khớp hả cô, với tê bì chân tay rồi đó. Thì bên mấy anh em con cũng đang bán cái sản phẩm đó là viên uống ngải đen, ngải chống độc Thiện Tín Bảo trên tay Quỳnh Trung đang cầm. Hồi nãy thì em có nói rồi mà sợ cô nghe không kỹ, với lại là cô chắc là sẽ không có dám sử dụng, tại vì cô nói là cô hiện tại cô đang uống thuốc tây. Thì con giải thích cho cô hiểu rõ, anh Tài nhớ kỹ là có gì anh nhắc mẹ vợ anh uống. Thì cái này là cái sản phẩm viên uống ngải đen, ngải chống độc, bên con là bên Thiện Tín Bảo. Là cô ngồi mà cô bóp tay bóp chân là bị tê cô hả? Cô bị nhức, nhức mới tê. Là cô đang bị tiểu đường nữa cô chú anh chị. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ cho mình nè, hỗ trợ đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, viêm lét dạ dày, những cái bệnh ung bú đồ này kia thì nó hỗ trợ rất là hay, cho nên là cô an tâm cô sử dụng cái sản phẩm này. Nhưng mà trước khi sử dụng thì con cho cô xem một cái video là cái kết quả mà mấy anh em con á đi ghi hình lại những cô chú anh chị mình đã sử dụng sản phẩm Thiện Tín Bảo mà khỏi bệnh đó cô ha. Thì con mở cho cô xem cho cô an tâm cô sử dụng nha. Là cái một người cô này là ở trên An Giang, là cô bị
giống như là rất là nhiều bệnh hội tụ trong cơ thể của cô đó, nhưng mà cô sử dụng là tầm 2 đến 3 tháng là hiện tại là cô khỏi bệnh, mà khỏi bệnh không hay luôn. Thì cô mở cho cô xem nha. Dạ. Dạ. Nó bị đông cái chỗ này là một cục thịt, là nói chung là mặc cái áo ở trong nó nhỏ trong cô mặc cô không được. Không được. À, mà tới chừng nó hết cô không hay. Wow. Hôm nay thì BB tới, sẽ tới là hết là không hay luôn. Chắc là tự nhiên cô phát hiện mấy hôm nay là cả tháng nay là cô có sùng cục, có sùng cục, có sùng cục, có sùng cục. Nó lòi, nó lòi cái này, nó lòi, nó lòi, nó lòi. Cái đó là bị viêm khớp nữa cô. Dạ, cô gắng lắng nghe cái cô này chia sẻ để mà mình an tâm mình sử dụng cô nha. Dạ. Nó nhiều bệnh lắm trong cơ thể cô, nói chung là gan nhiễm mỡ rồi nói ngay đa, tiểu đường mà tiểu đường nhẹ nữa ha. Mà từ hồi cô uống nói chung là cả 2 tháng nay đó, là được tháng mấy cái cô đi khám tổng quát lại là cái nang nó hết. Nang hết luôn. Nang hết. U nang là nó rất là nghiêm trọng. Đúng rồi đó, mà cô nó hết cái u nang, cái cô mừng ha. Cái quay qua cái đường, độ đường của cô là nó ổn định, nó không còn lên xuống nữa. Ổn định luôn. Nó ổn định luôn. Với cái chỗ cần cổ nè, nó có một bê lớn vậy nè. Nhiều khi cô uống nước gì nuốt không không muốn đi. Cô xem như là cô thấy cô ăn tâm đấy. Nó đầy cô ăn, nó cũng ăn, nó ăn, nó ăn, nó ăn, nó nghe. Mà nói hả con cháu không tin đâu. Cái này, cái xương, cái xương, cái xương, cái xương to lắm, không to. Uống thuốc hoài. Cái này là cô bị bú. Bú như bú hiền thì uống từ từ nó cũng tan. Nhưng mà nó nổi ra trên người cô. Dạ. Là những cái mục mà hiện tại cô đang bị luôn. Nó có bị tiểu đường, nó hành cô đấy, mà nó sưng lên cô đấy chứ mà làm cô không có đâu. Nó sưng lên cho nên là mình nổi cái mục này là ăn uống rồi giống như là lúc mà mình thở cũng hơi khó khăn đó đúng không? Thở nó khó thở đó, thở lên thôi cũng khó thở đó. Dạ là giống mà khó thở mà giờ cô nghe anh cứ nghẹn thôi. Dạ là giống cô này hiện tại đang bị nhưng mà cô sử dụng là hiện tại cô đã khỏi. Thì cái này con anh em con mang cái sản phẩm này ra tặng cho cô thì tụi con sẽ hướng dẫn cho cô sử dụng cái sản phẩm này luôn. Quá trời nó mừng quá đi trời. Thì tại vì á là nếu mà tụi con không có mở cái đoạn video đó lên thì cô không có dám nếu mà cô sử dụng. Đó. Thì bây giờ để mời cho cô nghe con biết cô mới dám. Dạ, thì bây giờ con mở cho cô xem vậy là cô cảm thấy là tin tưởng đúng không? Tin tưởng. Dạ, nhưng mà bây giờ con sẽ hướng dẫn cho cô luôn cái cách để mà mình sử dụng. Dạ. Thì cái sản phẩm ngải đen ngải chống độc này, cái dược tính bên con, công ty con làm thì nó rất là cao, nó để hỗ trợ cho mình. Cho nên là thời gian đầu cô sử dụng tầm 2-3 ngày đầu nó có triệu chứng, ví dụ như cô bị tê tay nhức nè, thì nó sẽ châm chích cho mình, nó bị nhức hơn chút xíu. Thì cái đó là cái dược tính thuốc nó có tác dụng để nó hỗ trợ cho mình, thì cái đó nó không sao hết. Như vậy thì cô sử dụng mỗi ngày, cô sử dụng là 4 viên hoặc là 6 viên, cô chia làm 2. Có nghĩa là sau khi ăn no thì cô sử dụng là 2 hoặc là 3 viên, hoặc là muốn vậy. Tầm sau ăn khoảng 15-20 phút cô ha. Ăn xong hả uống. Dạ, ăn xong thì hả uống. Con gỡ cho cô coi, mừng quá. Cô cứ yên tâm về cái sản phẩm này. Tại ở đây là anh em con làm là có được công nhận, có ISO, có tem chống hàng giả, có mã vạch kiểm định đồ đầy đủ chất lượng hết trơn rồi. Cô cứ yên tâm về sản phẩm này. Anh em nói nhưng mà cô thật sự là cô không tin. Cho nên là đến khi mà anh em mở cái đoạn video đó lên ấy, thì cô tin tuyệt đối để cô sử dụng. Để con mở cho cô xem nè. Thì tụi con làm bên công ty con làm rất là kỹ, có siêu đồ đàng hoàng hết. Cho nên là cô an tâm cô sử dụng nha. Đây để con phô ra cho cô nè đó. Ở trong đó cũng có một lớp chống ẩm luôn. Dạ. Cái sản phẩm nó vậy nè, nó dạng viên là mình dễ uống lắm. Là sau khi ăn khoảng chừng ăn khoảng chừng 15-20 phút thì cô uống 2 viên này hoặc là 3 viên. Là mỗi lần uống ơi Phá ơi, Phá uống cô. Cô ngửi. Dạ cô đừng. Tại vì nhiều cô chú anh chị, chưa có hình dung được cái viên thuốc nó to hay là nó khó uống như thế nào. Nó tầm bao nhiêu đây thôi cô chú anh chị. Mỗi lần mình uống là 2 viên hoặc là 3 viên. 3 viên đi, 3 viên thì nó tiêu chuẩn nó là 3 viên một lần uống. Cô chú anh chị uống sáng chiều sau khi ăn. Cô đang bị tê tay luôn á. Thì cái này cô sử dụng tầm khoảng 2 tuần lễ là cô thấy có kết quả liền. Nhưng mà con dặn cô là 1-2 ngày đầu cô uống là nó có triệu chứng là bị nhức hơn. Tại vì cô hiện tại là bị đau nhức đó. Thì cái này cái dược tính nó cao, nó để hỗ trợ. Thì cô nhớ là sáng sau khi ăn no mình uống 2 viên. Rồi chiều sau khi ăn no mình uống 2 viên 15 phút. Sau 15 phút cô nha. Rồi cô uống mà khi nào mà chịu thuốc mà cô thấy khỏe mà nó hết, không còn ngồi mà phải bóp tay bóp chân á, thì mình nâng thuốc lên là từ 3 viên hoặc là 4 viên mỗi lần uống gì đó là ổn ok ha. Rồi khi nào mà hết thuốc
thì cứ liên hệ anh em con coi hỗ trợ cho gia đình. Đó. Cảm ơn con. Dạ. Mỗi một hộp dạ. Mỗi một hộp như vậy á, mỗi một hộp như vậy là có 350 viên. À, nếu mà trung bình uống một ngày 6 viên á thì nó hơn một tháng rồi mới hết cái hộp này. Mình uống lần 2 viên thôi. Dạ. Uống 2 viên cũng được. Vừa thôi. Dạ. Uống nhiều quá nó say bỏ mẹ. Dạ. À, không phải say, cái kiểu như là nó tái tạo lại những cái gì mà lúc trước cô bị mất đó, giống như là nó bổ sung những cái gì mà lúc trước mình bị viêm khớp hay là gì đó. Đây này. Nó cân bằng cái sức khỏe mình lại. Đầu tiên nó sưng ở đây, đầu tiên nó sưng ở đây một cục. Dạ. Bỏ đi nha. Dạ. Xong bắt đầu thôi bóp hoài, uống thuốc thì nó mất tiêu. Dạ. Xong rồi xong nó sưng đây. Xong rồi to lắm, cô nó sợ có chết không à, cũng như sao. Cô uống thuốc hoài từ từ nó xẹp xuống. Dạ. Mà có thuốc thì nó bớt, uống thuốc thì nó nứt, nó lói. Dạ. Anh Tài thì anh còn khỏe. Từ 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 xong giờ nó chuyển, nó chuyển qua, nó chuyển qua cái này. Của ảnh ok rồi. Dạ. Chuyển cái này. Nó xong nó chuyển qua cái này. Giờ sưng cái này, sưng cái này. Cái này không co được, hôm nay cô đợi đó. Dạ. Không co được. Vậy là đúng bệnh rồi. Dọc bẹ, nó dọc bẹ rồi. Không kéo đâu mới được. Dạ. Nhưng mà nó còn đau, chưa kéo ngay được. Dạ. Rồi, vậy đây cô cố gắng cô sử dụng, mà kiên trì sử dụng sản phẩm này là sẽ có hiệu quả liền cô nha. Dạ. Đó. Thì nãy cô cũng không tin tưởng thôi, sau khi mà anh em mở cái đoạn video đó lên thì cô cũng tin tưởng tuyệt đối. Cho nên là cô cứ an tâm sử dụng sản phẩm này. À, ở chỗ cô thì thật sự là phải gồng gánh hai đứa con chị Thương nè, rồi anh kia nữa là khổ lắm cô chú anh chị. Còn anh Tài thì ảnh gồng con của ảnh rồi. Không phải hai người con của cô không đâu, mà thêm một cái người chồng nữa. Người chồng. Dạ. Người chồng nữa. Nghe nói là ảnh không có đâu, chú không có đi làm. Nghe anh Tài nói là chú không có đi làm gì hết. Không có đi làm gì hết. Dạ. Ông già ông ngủ say, ông có chửi, ông chửi không ngủ cháu ơi. Dạ. Thôi bữa nào anh em con lên coi tính sổ ổng, coi tính sổ ông sao ha. Dạ, còn bây giờ thì ông say, ông có chửi không ngủ, ông dạ. Chửi vợ, ông chửi con, ông chửi cái thằng đó rồi, ông chửi cô. Dạ. Chửi hoài. Dạ, thì hôm nay thì video của mấy anh em chia sẻ cũng khá là dài. Dạ. Đó là mong cô chú anh chị mình sẽ chia sẻ những cái thước phim anh của bên anh Hồng Ca và Quỳnh Trung Vlog để dạ. Đến tiếp cận được cô chú anh chị, quý mình thường quân mình giúp đỡ cho gia đình của anh Tài đây. Rồi. Một lần nữa thì Quỳnh Trung cũng thay mặt cho anh Tài, gia đình của anh Tài gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Diệu Hạnh đã hỗ trợ cho gia đình một cái phần quà. Dạ. Anh thay mặt gia đình mình gửi lời cảm ơn quý mình Đình Quân với là cô Diệu Hạnh rồi. Dạ, cô Tài nha. Cột cái đó có được không, giá có sao không, những lời cho cô Tài thì cảm ơn mình Đình Quân. Chứ mấy cô, mấy chú đã thương xót cho hoàn cảnh hộ dân nhà nghèo. Dạ. Thì hôm nay thì mấy anh em chia sẻ này, video này thì cô chú anh chị mình cũng biết là vì sao mà anh Tài ảnh nói chuyện hay linh thinh liên thiên rồi đó. Dạ. Mà thật sự mấy anh em vô đây là mấy anh em cũng hơi theo. Dạ. Thì là mới cũng gần luôn mà anh Tài anh ở trong một cái môi trường như vậy đó. Con bà cũng khùng điên. Dạ, cô cũng vậy luôn hả? Dạ. Không có nói gì nè, mẹ ơi, cũng gọi đi, con khùng điên này mẹ ơi, cứ vậy, ơi, nó cứ nào. Thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, kiên trì sử dụng cái sản phẩm này cô nha. Tụi con hy vọng là cô sẽ sớm khỏi bệnh. Dạ, kiên trì. Cô kiên trì, cố gắng, cố năng chịu đựng, dạ. Nén tâm chịu đựng để lo cho hai đứa con. Dạ, dạ, thôi, cố gắng này cô nha. Cô sống rồi, cô nuôi hai đứa con cô, chừng nào dạ. Cô chết rồi, chừng nào cô chết rồi. Cô báo bên, cô cho hai trước, chăng cho bên thập đoại của huyện. Dạ. Đem con cô để gọi tâm thần, chứ để nó nhà. Thằng Tài nó không có nổi đâu. Yeah. Nuôi con rồi nuôi vợ, còn nuôi anh vợ sao nuôi được. Dạ. Cô nói vậy đó, cô vẫn đang chăm chối gì xưa này. Ừ. Là chừng nào cô có chết thì cô sống luôn. Yeah. Nhưng mà không sao đâu, khi cô uống cái được cái hộp này là cô ấy sống thêm 5-10 năm nữa đó. Tâm thần người ta từ thiện người ta đem lại. Bệnh nhân thần người ta đi gọi nhà nước ấy, rồi nó sống được nào nó sống, yeah. Nó chết. Dạ. Yeah. Bây giờ không biết làm sao bây giờ cháu ơi, tại cô không có dòng họ ở đây. Không có anh em một ở đây. Dạ. Rồi vậy thì anh em mình chắc cũng kết thúc video. Dạ. Hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở một cái video kế tiếp ạ. À. Dạ rồi, chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Dạ. Rồi chào cả nhà luôn nha, chào anh Tài nha. Chào anh Tài nha. Chào chị Thương nha. Dạ.